Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái điềm báo tâm linh khiến cho gia chủ không ngóc đầu lên được trong những ngày Tết. Thì như quý vị đã biết, cái ngày Tết là ngày rất trọng đại của gia đình Việt. Và trong những ngày Tết thì bất kỳ ai đều mong muốn là có thật nhiều cái niềm vui và gặp được nhiều cái chuyện may mắn, tránh những cái việc làm xui xẻo. Nhưng có bao giờ các bạn đặt ra câu hỏi rằng tại sao nhiều người cứ làm ăn chăm chỉ, họ sống rất là lương thiện mà vẫn còn nghèo khổ hay không? Có thể họ và gia đình đã gặp phải những cái đại kỵ tâm linh sau đây khiến cho gia đình không thể nào ngóc đầu lên được, thần tài không ghé thăm, thậm chí còn bị thần Phật của phạt, tiền bạc cứ thế mà tiêu tán. Ông bà ta xưa có dạy rằng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Thế nên những ngày Tết ấy, ngày Tết là ngày đầu năm mới, là những ngày mà mang lại cái niềm vui, nhiều sự an vui. Người xưa cũng nhắn nhủ là không để phạm phải những cái điềm báo tâm linh sau đây để tránh được những xui xẻo cả năm. Thì đó là những đại kỵ tâm linh nào, đó là những cái điềm báo nào? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Thưa quý vị, điềm báo đầu tiên mà mang lại cái xui xẻo cho gia đình đó là cái di ảnh, cái ảnh thờ tự nhiên nó bị xô lệch. Nếu ảnh thờ hoặc là di ảnh của tổ tiên, của ông bà, của những người thân đã quá cố, đã qua đời đã lâu ấy mà bỗng nhiên bị xô lệch hoặc là tự nhiên chảy nước mắt thì thật sự là âm khí trong gia đình quá là nặng. Thường thì cái hiện tượng mà ảnh bị vã mồ hôi ấy chỉ xảy ra ở các gia đình vào cái mùa nồm hoặc là mùa mùa ẩm ấy, khiến cho khung ảnh có lấm tấm những cái hơi nước, thì đôi khi chúng ta nhìn lướt qua thì cảm giác như là tổ tiên đang khóc lóc nức nở. Nhưng đó cũng là cái điềm báo mà bậc bề trên nhắc nhở các bạn rằng con cháu trong gia đình sắp có họa lớn. Người làm ăn buôn bán cũng cần phải hết sức đề phòng, tránh cái cảnh là tán gia bại sản, hao tài sụt lộc một cách là vô tận và vô biên. Đó, thì đó là dấu hiệu đầu tiên, cái điềm báo đầu tiên. Cái điềm báo thứ hai là tường thờ tự nhiên nó bị nứt. Tường phòng thờ một khi mà đã nứt thì cũng sẽ là cái dấu hiệu điềm báo cho thấy là gì? Tất thảy mọi người đều phải e dè. Một là có người ốm đau bệnh tật, bị mắc bệnh hiểm nghèo, thậm chí là có thể nguy hiểm đến cái tính mạng. Hai là gì? Với những người buôn bán làm ăn thì dễ gặp cái trục trặc, cái nguồn vốn thì đứt đoạn, lời lãi thì lại gì? Bị thiếu thốn và phải vay mượn khắp nơi. Trong trường hợp này nếu mà không sửa nhà, chắt tường hoặc là xây mới hoặc là thiết kế đàng hoàng thì ắt chỉ trong dăm ba bữa thì gia chủ cũng gì cũng phải ăn no đòn rồi. Đó. Cái điểm báo thứ ba là cái bàn thờ tổ tiên nó bị rơi bị đổ. Thì nhiều khi cái bàn thờ bị rơi bị xô lệch là do gì? Do bị ăn mòn, bị rỉ sét lệch ra khỏi gì? Lệch ra khỏi tường. Nhưng nếu bàn thờ bị rơi thẳng xuống đất hoặc là vỡ, bị hoặc là bị sứt mẻ thì rõ ràng cái tài vận của người chủ gia đình ấy sẽ không ít cái gặp không ít cái thiệt hại, hoặc là làm ăn thì sẽ gặp những cái lỗ lớn và thì bị kẻ khác lừa gạt. Tốt nhất trong trường hợp này thì các bạn nên thỉnh bàn thờ, cái bàn thờ mới, cái dạng phổ biến dễ dùng, có chân kệ một cách là vững vàng. Mà nếu các bạn mà sử dụng bàn thờ treo thì cũng phải treo vững vàng một chút, đừng cứ để gì làm qua loa qua lít, kẻ nó sập xuống thì cũng không hay, đúng không ạ? Và điểm báo thứ tư là hoa héo và cây chết. Hoa trồng trong nhà, hoa cúng hay là hoa tươi ấy, thì tất thảy các cây ấy đều tự nhiên lăn ra chết khô, dù được chăm sóc, chăm bón một cách là cẩn thận, thay nước đầy đủ thì cũng là cái điềm báo mà cho gia đình gia chủ sắp rơi vào cái cảnh thiếu thốn, kiệt quệ về tiền bạc. Nếu bạn đi vắng vài ngày hoặc là đi công tác xa ấy mà quay trở về mà thấy những hiện tượng này thì rõ ràng là những vụ tranh cãi, những vụ mâu thuẫn, những vụ kiện tụng là sắp xảy ra và đang đón chờ bạn, đang bổ về bạn trong một vài tháng tới hoặc trong một vài năm tới. Đó. Cái điểm báo thứ năm là gì? Là cá chết. Nhà nào mà mát tay nuôi cá mà đang yên đang lành thì chúng bỗng lăn ra chết một loạt. Dù là oxy đầy đủ, bể dọn sạch sẽ hoặc là thức ăn dồi dào thì cần phải hết sức tỉnh táo. Cá chết là hiện tượng tượng trưng cho sự nghèo đói, cho sự bệnh tật. Tốt nhất là hãy thôi không nuôi cá nữa, tập trung vào chuyện kinh doanh, chú ý giữ gìn về phần sức khỏe của bản thân. Và cái điểm báo thứ 6 là gì? Cái đồ cúng tự nhiên nó hoa mốc. Thông thường chúng ta sẽ cúng thịt gà, thịt lợn, hoa quả và sẽ hạ lễ ngay sau khi cúng xong và thụ lộc trong ngày. Nhưng nếu để bên ngoài vài ngày, quên chưa kịp ăn tới mà chưa đến ngày hôm sau đồ cúng đã tự nhiên hóa mốc hoặc là gì nổi rêu xanh và bốc mùi hôi thối thì cần phải tinh ý, khéo léo tìm cách giải quyết. Nếu sự việc diễn ra vào trong mùa hè hoặc là mùa đông ấy, thời tiết ổn định, khô ráo thì không có ẩm mốc, đúng không ạ? Thì cũng không phải là mùa nồm thì lại càng đáng lo hơn. Cái nguyên nhân sâu xa là bởi gì? Quỷ thần đã lén lút ăn vụng cái đồ cúng khi gia chủ và gia đình không để ý, do lễ vật chính người cúng bái không thành tâm, không thực ý. Nhiều người cúng cho lấy lệ để sắp đặt hoặc là tiện tay vứt đồ cúng lên ban thờ, không chọn của ngon vật lạ mà bưng lên để sắp xếp gì, dẫn đến là gì, đôi khi lại cúng phải cái đồ mà sắp thối hỏng, đúng gu của quỷ thần. Một khi quỷ đã ám ấy, thì tài vận lộc lá của gia chủ cùng các thành viên trong gia đình
thì cũng sẽ bị tiêu tán và thậm chí là mất sạch. Thật ra cái đồ thờ cúng thì không cần phải là đồ đắt cổ độc, miễn là các bạn thành tâm thì những món ăn, những cái lễ vật dâng lên ấy, cái đồ mà đúng mùa, đúng đúng vị, nhà trồng được thì đều mang lại cái ý nghĩa tốt lành. Ngược lại, những kẻ mà thờ cúng thành nghề ấy, hay mua chọn những cái đồ cúng hòng mưu cầu danh lợi, chức tước hoặc là chen lấn ở đình đền để cầu khấn, để khấn tạ thì đa phần đều gì đều có oán nghiệp từ trước, nên số phận của họ không tránh khỏi cái việc là từ giàu hóa nghèo, từ thường thì hóa thành gì gian truân và khốn cùng. Đó là điều thứ sáu. Dấu hiệu thứ bảy là bát hương đùng đùng bốc cháy. Thì trên bàn thờ gần bài vị tổ tiên hoặc ở giữa bàn thờ thì chúng ta thường là đặt bát hương, đúng không ạ? Bao giờ chúng ta đặt bát hương ở giữa thì bát hương hoặc để sẵn là túi hương ở hai bên để gì, để khi thắp hương cho nó tiện, đúng không ạ? Khi việc trong việc thờ cúng thì nếu bỗng nhiên một ngày mà dù không phải là giỗ chạp, không có ai đi qua, không có ai động chạm vào mà lư hương, bát hương hoặc là túi hương cũng đùng đùng bốc cháy thì rõ ràng là một điềm báo đáng sợ. Khoa học cũng đã lý giải là có thể khi mà thắp quê hương sắp tàn ấy thì lửa tuy nhỏ nhưng mà cũng đủ để gì các chân hương nó cháy âm ỉ bên trong, đúng không ạ? Và đến một lúc nào đó nó sẽ đùng đùng bốc cháy. Trường hợp đó thì thường gọi là gì, là hóa bát hương. Tuy vậy thì trường hợp này cũng khó xảy ra khi mà không hề có bất cứ cái nguồn lửa nào trên bàn thờ. Các chuyên gia tâm linh cũng đưa ra một cái dự đoán rằng có thể tổ tiên đang phật ý về vấn đề gì đó, hoặc là trong gia đình có chuyện là cãi vã quá to khiến cho ông bà cụ kỵ vô tình nghe thấy, hoặc là do hòa khí của các thành viên trong gia đình đang chuyển biến một cách xấu khiến cho các bậc bề trên đùng đùng nổi giận và họ đã nổi trận lôi đình khiến cho bốc hương bị bốc cháy. Và hình phạt dành cho các thành viên trong gia đình ấy, sẽ phải lao đao khốn khổ về mặt kinh tế, về mặt tài chính trong một thời gian dài. Muốn chấm dứt thì các bạn và các thành viên trong gia đình phải chủ động tìm ra nguyên nhân chính, hoặc là gì hòa thuận chung sống với nhau, làm lành tránh dữ và chấm dứt cái chuyện cãi vã, tránh chấm dứt cái chuyện là mâu thuẫn trong gia đình. Bên cạnh đó thì cũng phải tu tâm dưỡng tính làm việc thiện, nếu không sẽ mãi mãi phải chịu cảnh đói nghèo, nghèo kiết xác, không ngóc đầu lên được. Đó đó là cái điềm báo tâm linh thứ thứ bảy. Điềm báo tâm linh thứ tám là có mèo hoang chạy vào nhà. Mèo hoang mà đến nhà thì ngày xưa các cụ vẫn cho rằng là đó là cái điềm báo tâm linh là sắp gặp hỏa hoạn, tiền tài thì bị tiêu tán, bởi lẽ mèo rất là tinh ranh, rất nhạy cảm với thiên tai và dịch bệnh. Nguyên nhân sâu xa là bởi các bạn đang thiếu đi cái sự thành kính, thiếu đi cái sự lễ phép với các bậc bề trên, với các bậc tổ tiên, với những người đã khuất. Đó. Muốn hóa giải thì cần phải gì? Làm lễ cúng thành tâm, mời mèo ra khỏi nhà. Nếu mèo cứ tiếp tục cư ngụ ở cái vị trí ẩm thấp tối tăm, ở những vị trí mà tối tăm nhất trong nhà thì tương lai gần gia đình sẽ phải dọn nhà để ra đi. Đó. Cái điềm báo thứ 9 là mạng nhện giăng khắp nhà mà quét mãi cũng không không sạch. Mạng nhện dọn mãi mà không sạch, cứ quét lại có, là dấu hiệu rõ ràng nhất, báo hiệu là chủ nhà hoặc là một vài thành viên trong gia đình đang bị sa sút, đang bị kiệt quệ về tinh thần, về sức khỏe. Đáng buồn nhất là gì? Cái nguồn tài chính, cái nguồn kinh tế của gia đình cũng từ đó mà tụt dốc không phanh, không có điểm tựa, không có chỗ bám vững chắc để giải quyết các vấn đề một cách là triệt để. Đó. Cái điềm báo thứ 10 đó là gì? Chuột đếm tiền. Thì đây là cái hình ảnh ví von cho biết là khi gia chủ mà đang chìm sâu vào một cái giấc ngủ trong một đêm dài thì chuột chạy loạn trên mái nhà, chạy loạn trên trần nhà và chí chóe như là đếm tiền. Nhà càng có nhiều chuột đêm ấy thì càng khó giàu, chỉ nghèo kiết xác quanh năm. Còn nếu bỗng nhiên mà xuất hiện tình trạng này thì điều cần làm là không chỉ là mua bẫy chuột mà quý vị cũng nên tích góp để phòng thân, chuẩn bị bán nhà và bù lỗ cho cái việc kinh doanh. Đó. Đó là 10 cái điềm báo tâm linh mà các bạn cần phải hết sức cẩn trọng trong những ngày Tết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chúc quý vị có một năm mới an khang thịnh vượng, tài lộc như ý.